Này là cái mương. Bình thường mỗi năm thì mấy anh sẽ trồng khổ qua. Nhưng thời điểm hiện tại thì nó khô queo, có thể đi trên cái mặt mương luôn nè. Hạn khô sớm quá. Hiện tại mình đang ở ấp Đồng Dông, xã Khánh Lộc thì cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều. Bởi vì không chủ động được tưới nước tưới đó. Cho nên là những hoa màu như thế này thì hầu hết là thiệt hại. Bỏ luôn nè. Cái diện tích mà hư vậy nhiều không anh? Nhiều luôn, nó chết hết luôn á. Dòng đây dòng hết trơn, từ ra tới hậu vòng tròn hết trơn luôn. Đây nguyên ruộng cà chua của anh mắc trắng luôn. Tại vì đáng lẽ thời điểm này nếu còn nước thì cà chua sẽ lớn và thu hoạch được. Nhưng hiện tại thì trái cứ khoảng tầm cái này. Cái này thì nó sẽ không lớn được nữa. Nó vẫn chín mà nó lớn. Bán được không? Vẫn bán được mà bán được cà giạt. Thấy vậy mình cũng buồn mà thôi, buồn vụ này vụ sau mình làm lại thôi chứ không có gì.